Hello, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các anh chị nha. Hôm nay bên Salon Ô Tô Miền Nam chi nhánh 3 Trần Anh mở ra rồi nè. Nhưng mà chưa khai trương nha. Chủ nhật này bên em mới khai trương, đây còn thiếu một cái logo bảng hiệu nha. Ở trong thì bên em đã đặt logo bảng hiệu rồi. Và Trần Anh cũng đang thu xếp là cập nhật về thật là nhiều xe để phục vụ đến bà con anh chị nha. Isuzu Highlander Trần Anh vừa về nè. Xe này thì cũng vừa mới về, chưa có đi dọn dẹp tẩy rửa anh chị ạ. Để em dọn dẹp xong rồi Trần Anh đăng clip chi tiết cho anh chị nha. Xe siêu đẹp luôn. Màu đen mạnh mẽ anh chị ạ, 4 vỏ mới 90% luôn anh chị. Form dáng nè, Innova hàng G, xe gia đình không một xíu dịch vụ taxi anh chị nhé. Đó, đang cập nhật về xe rất là nhiều. Trần Anh sẽ đăng clip chi tiết cho anh chị nhé. Đây nè, đây là Trần Anh sẽ đi sơ lược nè anh chị ạ. Salon ô tô An Sơn Trần Anh chuyên mua bán trao đổi các mặt hàng xe xích cỏ, số điện thoại 0901679079, 0961408726. Một số điện thoại phải nói là rất là quen thuộc đối với anh chị trên kênh YouTube, đúng không anh chị ạ? À? Bên em sẽ không ngừng vươn cao, vươn xa hơn nữa để phục vụ bà con cô bác nha. Tiếp theo là chủ nhật này khai trương, mừng ngày khai trương của công ty Salon Ô Tô Miền Nam. Trần Anh giảm giá kịch sàn mấy con Innova cho anh chị luôn. Hơn 120 triệu, hơn 130 triệu một tí xíu anh chị đã sở hữu được con Innova Z206 này nha anh chị nha. Xe cực cọp luôn. Đây nè anh chị. Đây nè, chỗ này là sau này sẽ là văn phòng làm việc anh chị nha. Chủ nhật này bên em sẽ khai trương tại đây ạ. À. Đây là có thiết kế thêm một cái quầy uống rượu. Đó. Những anh chị thích vô đây uống nước, uống rượu hay nhậu thì ở đây cũng ok. Đây là có cầu thang lên trên gác nè. Để trên đây là để cho anh chị mệt mỏi, anh chị đi những quãng đường xa anh chị có thể đi lên cầu thang nhé. Đó, đi lên cầu thang và nghỉ mệt trên đây. Cùng theo Trần Anh trải nghiệm nhé. Đây là gác rất là sạch sẽ nè anh chị nè. Đó, chứ phòng gác không. Sau này đây sẽ đặt một cái giường cho anh chị mệt, anh chị nghỉ nhé. Đây là tổng quan từ trên nhìn xuống nè. Với hệ thống camera an ninh siết chặt, rất là ok, rất là kiên cố anh chị nha. Đó, xe hiện tại bây giờ Trần Anh đang tích cực lấy về. Hơn 20 con xe đang cập nhật về tại salon anh chị nha. Chủ nhật này bên Trần Anh khai trương, anh chị ủng hộ cho Trần Anh nhé. Khai trương nhân dịp khai trương giảm giá hàng loạt Innova 206, Z-Link G. Đó, Z-Link G. Em hôm nay em qua em giới thiệu sơ lược thôi. Chủ nhật khai trương nó với hoành tráng. Đây là anh chị thấy không, đẹp chưa? Đẹp ngất ngây nhá. Fiat nè. Fiat bán rẻ cho anh chị luôn. Đó, Fiat đây. Xe mấy cái xe này thực sự mấy ngày nay nó bận việc cũng chưa có đưa qua xử lý làm đẹp nữa. Con này chắc 50 triệu quay đầu. Không tới luôn. Tháng 9 năm 2020 đăng kiểm nhá. Đó, Fiat nè. Đây là con Innova Z, dòng xe Z này chắc chắn đã chạy qua dịch vụ rồi nha anh chị nha. Xe có sale thì nói như vậy. Nhưng mà Trần Anh dọn xe rất là kỹ nè anh chị coi nè. Hai con Innova đã dọn rất là kỹ lưỡng rồi. Mua về là anh chị chạy thôi. Giá rẻ lắm. Hơn 100 mấy chục triệu sở hữu ngay con Z rồi nha. Đó, nội thất ở trong thì đẹp hết rồi. Do ly này một người anh trai ở dưới Phan Rang đã chốt cọc cho Trần Anh rồi nha. Đợt vừa rồi anh lên anh coi con xe do ly này, anh đã chốt cọc cho Trần Anh rồi. À, những mẫu xe bên Trần Anh bán ra, xe siêu đẹp đến với tay người tiêu dùng nha. Salon ô tô An Sơn Trần Anh mua bán các loại xe, anh chị có xe bán cho em nhé. Trần Anh sẽ đi mua thật nhiều xe của anh chị, giá cả hợp lý để phục vụ bà con. Đây con 206 G xịn nè. Xe này cam kết với anh chị 100%, không một xíu dịch vụ taxi trên con xe này. Bao tép thở luôn. Vô linh cần số nè. Nguyên rin tàu xe nè. Ở trong là chủ nhà tích hợp mà người ta bọc 5D hết rồi, ghế là anh chị coi sạch sẽ chưa. Con này G xịn, trang bị là ABS, dàn lạnh âm trần. Nguyên rin tàu xe nè anh chị coi nè. Đó, dàn lạnh nè. Là nguyên bản tàu xe từ anh từ em giết nhá, không một xíu độ chế luôn, rất là đẹp, mua về là chỉ việc sử dụng.
Một màu đen mạnh mẽ cá tính nha anh chị nha. Bên em sẽ cập nhật về rất là nhiều xe cho anh chị luôn nha. Anh chị ủng hộ Trần Anh, Trần Anh cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chủ nhật này bên em khai trương và đồng thời Trần Anh giảm giá hàng loạt luôn. Đây là phần tắp bi nè. Mừng khai trương công ty ô tô miền Nam chi nhánh 3. Đó, Innova V. Con này thì nội thất cũng dọn dẹp đẹp hết rồi. Giá cả thì hơn 100 mấy chục triệu một tí xíu. Sở hữu ngay con này. Mừng khai trương khuyến mãi nha. Đó, phần tắp bi cửa nè. Con này 206G anh chị nha, G lên G. G đã lên G. Đây là phần tắp bi nè. Ở trong nè. Nội thất ở trong nè. Con này lên dàn đặt âm trần phía sau rồi nha. Đó, bốn vỏ tương đối là khá mới trên trên chiếc xe luôn. Đó, anh chị đam mê thì cứ alo trực tiếp cho Trần Anh ô tô. Nhiều xe. Isuzu Highlander máy 2.5. Đó. Đó, phong dáng đây nè. Phong dáng của Isuzu nè. Nhìn cọp lắm. Với bộ đèn sáng cực kỳ nha anh chị nha. Hello, em Trần Anh ô tô xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả bà con cô bác nha. Hôm nay con Kia Vitara đời 2003. Xe này lúc Trần Anh đã có đăng rồi nè. Hôm nay anh chị coi Trần Anh, bên Trần Anh dọn dẹp xong rồi anh chị coi kìa. Ken chưa? Phải nói là quá ken sao ben luôn. Không có một điểm chê trên con xe này nha. Từ đồng sơn, thân vỏ, máy móc gầm bề. Đây anh chị coi con Kia Vitara nè. 5 âm đúc. Đây nè. Hãy cùng chiêm ngưỡng phần nội thất của em nó nha. Đó, đây. Đẹp chưa? Anh chị coi nè, xe không có một vết chầy luôn. Từ cái nội thất tẩy không có một vết dơ, vết ố luôn nha. Nó lót sàn nè, toàn bộ nè. Từ phần tắp bi nè. Rin lắm. Đấy. Đẹp cực kỳ. Tắp bi cửa nè. Lúc trước lấy về nó hơi bị dơ, nhưng mà sau khi bên em đã đưa qua công nghệ xử lý làm đẹp toàn bộ rồi nè. Cho mấy người em bắt mấy cái công tắc luôn. Đây nè. Đó, anh chị thấy không? Màn hình đầy đủ hết rồi. Rin lắm. Đẹp ngất ngây luôn. Đây là phần tắp bi nè. Đó, tắp bi cửa nè. Phong dáng của con Kia Vitara nè anh chị. Em nó hôm nay đã trở nên rất là xinh đẹp và rất là lộng lẫy trong cuộc sống rồi nha. 62E04437. Hai công tắc nó bị hư, Trần Anh cho mấy người em làm thợ điện tới tầng salon làm luôn nhé. Đó, bên em còn rất là nhiều xe Hyundai Avante sản xuất năm 2009, hàng nhập khẩu bên Trần Anh vẫn còn nè anh chị ạ. Xe này là hồ sơ cầm tay nha. Anh chị thích thì về Trần Anh ký rút ok hết nha. Con này hàng nhập nha, số tự động, cửa sổ xăng rút. Xe đẹp cực kỳ. Từ vô lăng, nội thất, tắp bi, tắp lô, không có điểm chê. Rin hết từ ghế nha, cửa sổ nè. Xe này Trần Anh đăng clip rất là chi tiết rồi anh chị ạ. Đẹp lắm. Đó là những mẫu xe bên salon bên em á. Tuyệt vời cực kỳ luôn. Rin là rin. Con này máy 1.6 nha. Ok, Vitara. Và tiếp theo ạ, bên Trần Anh hôm nay vừa về một con Nubira, hàng nhập khẩu nguyên con nè anh chị. Anh chị thấy Nubira hàng nhập chưa? Xe có 102 luôn. Sơn rin phủ 100% nha. 49E00745. Qua thời gian 5 tháng nó có bị bạc cái lớp sơn rin đi một xíu, nhưng mà không cho dập, để nó đánh bát lại. Xử lý qua công nghệ làm đẹp hết toàn bộ lại nha.
không cho dặm luôn. Đồng sơn không có dấu hiệu được trời chùa. Đó, phong dáng của con Nubira 202 nhập khẩu Hàn Quốc. Chắc lắm. Rất là chắc chắn. 00745. Phong dáng đây nè. Đó, đẹp nước ngây luôn. Anh chị thấy liền lạc không? Không có dấu hiệu là túng đùng tông vang. Nè, nó rin nè, anh chị coi nè. Ghế trong toàn bộ là ghế nỉ nè. Đó, phần vô lăng nè, anh chị coi những cái vân gai ở trên vô lăng nè. Đây nè anh chị. Đó, chị thấy không? Vân gai trên vô lăng nè. Không có dấu hiệu phai mờ nha. Đó, chị xem kỹ cho anh nè. Xe chạy nhiều hay chứ ít, kỹ hay không là anh chị nhìn từ phần ghế nỉ nha. Xe này chưa tẩy rửa, chưa dọn dẹp nha. Xe có sao báo luôn. Xe gia đình, chính chủ khí giới luôn. Lách nè, chị coi là keo chỉ trong lách nè. Không mất một phần nào luôn. Đẹp. Có tay nắm này nó có bị đứt để bên này cho anh thay nè. Keo chỉ nè anh chị coi nè. Đó, chị rin ra xe luôn á. Sơn rin ở trong bản lề còn nguyên bản luôn. Không dấu tích là đâm vai, hàng nhập anh chị nha. Đi về lái rồi em. Xong rồi coi cho anh cái kính bấm này luôn nè. Con Nubira nè. Dạ. Đó. Ủa sao kêu này không lên được? À rồi ok. Anh chị ạ. À. Đẹp chưa? Cái nào qua thời gian nó có rụng chỉ đi nha. Đây là chỉ rin nó rụng cỡ tầm 5 phân nè. Đó nó rụng nè. Anh chị thấy không? Mạt tem nè. Đó sơn rin trong bản lề còn nguyên bản luôn, xe này chưa dọn nha. Anh chị coi nè. Đó không một dấu hiệu là móp méo tông vàng nhá. Ghế trong là ghế nỉ nguyên bản rin từ anh Z luôn. Nội thất là siêu đẹp nè. Trần Anh về xe liên tục anh chị nha. Luôn luôn cập nhật về những mẫu xe giá tiền hợp lý đến với tay người tiêu dùng. Tổng quan tổng công ty salon ô tô miền Nam. Chi nhánh hai bên bên em nè. Chị coi nè. Đẹp lắm. Số điện thoại của giám đốc. Nubira 2. Đẹp cực kỳ. Đây là những sóng lường nè, anh chị coi sân rin nè. Sân rin phủ từ trong ra ngoài luôn. Đây nè, hai bên là chất sân rin nè. Sân rin hết toàn bộ nha, qua thời gian 5 tháng thì nó có bị phai mờ thôi. Chả hiểu vì sao chủ nhà đi cái con xe mà nó giữ đến cỡ này, Trần Anh cũng bó tay. Máy móc êm lắm. Bốn cánh cửa tắp bi. Rin nồi luôn. Ghế nó chỉnh hơi đàng hoàng anh chị nha. Đây nè. Đó, chị coi nè. Từng cái con tán không có dấu hiệu là bị tòe luôn nha, chị coi nè. Từng con tán cửa luôn. Đèn nè. Đó, tích hợp còi ngân. Máy móc nổ rất là êm ái. Đây, Trần Anh vô, Trần Anh thử phần máy cho anh chị coi nha. Trang bị là màn hình nghe nhạc đầy đủ hết rồi. Đó, đề nhẹ phát là máy nổ nè anh chị nè. Đây là còi nè. Trợ lực lái nè. Hồi rất là nhạy. Anh chị coi những cái vân gai nè, anh chị coi nè. Anh chị thấy có chỗ nào phai mờ không? Đó, anh chị coi giùm cho Trần Anh nhé. Không một dấu tích là bị phai mờ trên chiếc xe nha. Âm thanh nè. Đó, âm thanh đầy đủ, máy lạnh mở phải có lạnh. Máy lạnh đây nè, mở phải có rồi. Khỏi thử làm gì. Đấy, khỏi thử anh chị nha. Mở máy lạnh là có lạnh rồi. Đèn đóm nè. Anh chị có phần nách cửa nè. Đấy, phần nách cửa keo chỉ trong nách nè. Tay móc bảy màu còn nguyên bản, không dấu tích là đâm vai cứng đục anh chị nhá. Đó, rin nồi luôn. Xe Trần Anh rất là nhiều người tìm mua Nubira nhá. Đẹp chưa? Máy móc nổ cực lành. Gầm bề thì chắc nụi. Xe này chưa dọn, dọn lên đảm bảo với chị mới lắm, màu bạc nha. 49A00745. Đây là trải nghiệm của anh về phần máy móc của xe nè. Máy móc cực kỳ là êm ái. Đó.
Đây anh chị coi nè, sân riêng ở trong là phủ hết toàn bộ rồi. Những sóng dằn là không có dấu tích âm bay cứng đục hai bên sóng lường nè. Anh chị thấy riêng chưa? Keo chỉ nè. Đây là keo chỉ cho lớp carbon nè. Nguyên thủy nguyên bản hết riêng rồi anh chị. Màu vàng nha. Đó cọp chưa? Rồi phần keo chỉ rin nè. Rin nồi hai bên nè. Máy móc này hoạt động anh chị ạ. Nổ chất lắm. Nè. Không nghe tiếng máy luôn. Xe nguyên bản hết từ anh chị anh chị nha. Không có một chút xíu đồ chế luôn. Đây chờ anh quay luôn phần gầm cho anh chị coi nè. Gầm chắc nuôi. Là phần gầm xe nè. Đó dễ gầm xe không? Gầm xe chất chưa? Không có một chút xíu mục mọt nhé. Đây nè. Đó là phần gầm của em đó đây nè. Ken xà beng chưa? Đó rất là ken xà beng. Nắp capo phía sau. Đây. Đó chỉ nẻo là nguyên viên xe hết. Đẹp chưa? Hàng nhập đó. Không có một phân chỉ nào luôn anh chị nha. Anh chị thấy chưa? Nắp capo phía sau đó. Không có một phân chỉ nào luôn. Vỏ đồ xi cua nè anh chị. Còn là 5 ông đúc luôn nhá. Mua về là chạy thôi. Xe cọp lắm. Để dọn đi chừng anh đăng clip cho. Màn hình, kem dê, đầy đủ những chiếc xe rồi nha. Mua về là chỉ là việc là sử dụng. Ngoài ra không phải làm bất cứ một khoản gì nữa nha anh chị nha. Đó là mẫu xe tốt nhất mà Trần Anh muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả các anh chị đó. ECU đã có một anh trai cọc cho Trần Anh rồi. Và tiếp theo do Ly con này sản xuất năm 2005. Xe này người ta cũng cọc cho Trần Anh luôn rồi nha. Bán hết xe rồi. Một ngày nay bán đến 8 con xe rồi anh chị ạ. Không biết nói anh chị có tin không. Do Ly cọc rồi nè, đợi khách lấy nè. ECU khách cọc luôn rồi nè, đợi khách lấy nè. Và con Nuvira vừa về tức thời xíu rồi đưa qua công nghệ xử lý làm đẹp. Tiếp theo là con Kia Vecchia này, một người em trai cũng đã chốt cọc cho Trần Anh rồi. Ngày mai là em lên em lấy tiếp thêm con Kia Vecchia này nữa nha. Đó, uy tín thì được rất là nhiều anh chị tin tưởng. Trần Anh luôn luôn phát huy, không ngừng vươn cao, vươn xa hơn để cập nhật về những mẫu xe tốt nhất cho toàn thể tất cả bà con nha. Trần Anh ô tô cam kết với toàn thể tất cả các bà con không bán xe lỗi, không bán xe nát cho anh chị nha. Đó là lời em nói. Đây là một tài sản, một thương hiệu của công ty Salon ô tô miền Nam. Bên em luôn anh chị ạ. Uy tín là đạt chất lượng hàng đầu. Em không phải là em nói ăn tục nói phép đâu. Đó, em nói với những chiếc xe em bán ra. Không phải em nói bằng lời nói anh chị nha. Những anh chị nào mua xe bên Trần Anh thì anh chị biết cái chiếc xe bên Trần Anh bán ra như thế nào rồi. Còn những anh chị nào chưa giao lưu với em thì giao lưu với Trần Anh một lần, xem những cái mẫu xe bên Trần Anh bán ra như thế nào anh chị nha. Giá tiền là cực kỳ hợp lý, vừa rẻ lại chất, máy móc đồng thời bảo hành toàn bộ cho toàn thể tất cả bà con luôn. Bán hết rồi. Còn đúng con Avante nè. Avante này chưa bán anh chị nha. Đây là con Hyundai Avante chưa bán. Hyundai Santa Fe 207 hàng nhập bán luôn rồi. 1, 2, 3, 4 4 con xe bán hết rồi anh chị ạ. À. Chẳng còn xe nữa. Đang cập nhật thêm mười mấy con rồi, chuẩn bị cập nhật về salon. Đang để cho dọn công nghệ xử lý làm đẹp nha. Rồi em sẽ giới thiệu đến toàn thể tất cả bà con luôn nha. Anh chị thích Ford Everest. Bên em có Ford Everest nè, đời 2009 nè. Rất là nhiều anh chị hỏi Trần Anh là con Ford Everest nha. Đây là Ford Everest 2009 Turbo mắc liếc ra điện. Bản số 49E13757. Con xe này màu hồng phấn. Giá cực kỳ là rẻ đến với tay người tiêu dùng nha anh chị nha. Rẻ lắm luôn á. Con này cỡ 37-38 mua bớt kim mười mấy triệu luôn. Xong, rẻ chưa? Rất rẻ. Làm gì có giá đó cho anh chị ở trên mạng.
nỉ non là nguyên bản theo xe nhé. Anh chị đam mê dòng này thì alo trực tiếp cho Trường An ô tô Ford Everest, thương hiệu đẳng cấp của Mỹ nha. Đồng sơn form dáng rất là đẹp, không một xíu cứng đụng, rất là liền lạc anh chị nha. Đó, anh chị nào mua thì alo trực tiếp cho em. Rất là nhiều xe luôn ạ. Một lần nữa Trường An chúc anh chị có một buổi chiều thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình ạ. Em xin cảm ơn ạ, em xin chào và hẹn gặp lại.